anh chàng này ba đời làm nghề buôn đồng nát và sửa xe ấy, thế mà mấy thằng lê ve trộm chó lại dám lo dò mò tới xin tiền bảo kê để cho bọn chúng biết thế nào là lễ hội. Anh vội đi vài đường cơ bản khiến năm thằng có cho vàng cũng chẳng dám làng vàng tới nơi đây. Nhìn mà thì ngây ngây ấy, thế mà anh ta lại từng là nhà vô địch giàn đấu. Để giúp cô nàng này đánh bại gã khổng lồ bất khả chiến bại chợ đen vô cùng tàn ác, anh ta đã lên một kế hoạch huấn luyện gian khổ mà chưa một ai dám làm. Vậy chuyện gì đã xảy ra, thằng khổng lồ này đáng sợ ra sao và trận chiến băng đảng diễn ra như thế nào thì mời các bạn đón xem một siêu phẩm năm 2023 mang tên Đả Nữ Báo Thù nha. Trong giới xã hội đen ở Nhật Bản có một băng đảng vô cùng đáng sợ mang tên Quay Búa. Bên ngoài thì bọn chúng là một tập đoàn làm ăn kinh tế, ấy thế mà phía sau lại kiếm tiền bất chính bằng hình thức tổ chức một sàn đấu chợ đen. Nơi đây các võ sĩ đều bem nhau tới bến mà chẳng cần phải đến cái luật lệ chết tiệt nào, không có ban giám khảo hay là lão trọng tài, chỉ cần ai tắc thở là sẽ được chở thẳng tới một nhà máy rồi xay nát thành cám lợn. Thằng võ sĩ dữ tợn này tên là Kaito, với thân hình khổng lồ, hắn đã bốc mộ hàng trăm đối thủ và mang về cho ông chủ cả tỷ đô la. Ấy thế mà thằng đại ca tên là Cóc Ghề vẫn không hài lòng nên vừa xong trận đánh đã lao xuống chửi rằng: "Mày cần phải giả điên làm tình báo, cứ đánh lão nháo kéo dài thời gian thì mới thu hút được nhiều thằng đặt cược, hiểu chưa?" Kaito không dám cãi nửa lời mà răm rắp nghe theo. Do chủ tịch tập đoàn hay chính là bang chủ mới sang Tây Trúc thỉnh kinh vì dính phải bệnh sida, vậy nên ban quản trị đã triệu tập hội nghị bàn đào để bầu ra một minh chủ mới. Tên phó hội Suzuki hiện là người có vị trí cao nhất nói rằng: "Anh mày là thứ hai thì không ai là chủ nhật, chú nào gật đầu đồng ý thì nâng ly lên nào." Các thành viên khác liền răm rắp nghe theo. Tuy nhiên bỗng dưng lúc này tên đại ca Cóc Gầy mới lùi lù xuất hiện với vẻ mặt như đâm lê, ai cũng biết rằng hắn ta không hề đồng ý để tên phó hội lên làm bang chủ. Bởi lẽ Cóc Gầy là người điều hành sàn đấu chợ đen, nơi làm ra thu nhập chính của băng đảng, nên hắn luôn muốn mình mới là người đứng đầu nơi này. Hơn nữa, hắn còn là võ sĩ samurai cuối cùng nên có thân thủ không ngán một ai. Ngay cả tên khổng lồ cao hơn 2m Kaito vô địch sàn đấu thì cũng bị hắn nấu cao hổ cốt băng vài đường cơ bản. Thấy thái độ lồi lõm của Cóc Gầy, tên phó hội Suzuki liền tới rồi đe dọa rằng: "Mấy thằng samurai chỉ biết dùng lưỡi kiếm mà không động não như mày thì sau này làm sao gánh vác được cả băng đảng? Theo tao thì sống, chống tao thì chết. Sàn đấu mà hết tiền thì tao cũng tiễn mày xuống suối vàng." Nghe đến đây, Cóc Gầy chỉ nở một nụ cười khinh bỉ rồi trong đầu lóe lên một âm mưu nghe có vẻ rất đắc ý. Thì ra hắn muốn độc chiếm toàn bộ số tiền trong tài khoản của băng đảng, sau đó sẽ lên nắm quyền. Tuy nhiên để xâm nhập được vào hệ thống thì phải có máu tươi của băng chủ. Nhưng đen thay ông ta đã oảng mà lại còn mang nhóm máu hiếm có tên gọi là máu vàng. Trên thế giới chỉ có vài người mang nhóm máu này. May thay Cóc Ghề đã tìm thấy một người trong số đó là thiếu nữ tên Haibara. Sau khi nữ y tá thông báo đã xâm nhập được vào hệ thống thành công, Cóc Ghề muốn độc chiếm cô nàng để mở khóa hệ thống nên liền cho người dàn dựng một vụ nổ xe giả vờ Haibara đã tự sát. Ở phía một phòng tập, cô nàng Ran là chị gái ruột của Haibara vẫn không hề hay biết em gái mình đã bị rơi vào một âm mưu thâm độc. Cô là một võ sĩ trẻ đầy triển vọng và có ý chí nghị lực hơn người. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ma Tây Súc, hàng ngày hai thầy trò vượt nắng thắng mưa say sưa luyện tập mà chẳng biết đến mệt nhọc là gì. Vậy nên mỗi khi lên sàn đấu, chị đẹp luôn giành thế thượng phong ngay trong hiệp đầu. Không cần phải đợi lâu, đối phương ngay lập tức không đắp chiếu thì cũng phải nhập khoa răng hàm mặt để chấn thương chỉnh mồm. Là một đả nữ đầy triển vọng với hàng trăm trận thắng mà chưa một lần nào thua, vậy nên Ran luôn được huấn luyện viên Ma Tây Súc quan tâm dạy bảo. Mỗi lần thi đấu trở về, người duy nhất mà cô nàng nghĩ tới đó chính là em gái của mình. Hai người là trẻ mồ côi từ khi còn trong bụng mẹ nên phải tha phương nương tựa vào nhau để sống. Ran cố gắng trở thành nhà vô địch quyền Anh chẳng phải vì danh vọng mà là để kiếm tiền mua cái túp lều tranh cho hai chị em chui ra chui vào. Ấy thế mà ngày hôm sau, khi cô nàng vừa luyện tập toát hết cả mồ hôi trên lẫn mồ hôi dưới thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Đó chính là mấy anh cảnh báo tin cho cô tới nhận xác em gái về làm đám ma. Ba chân bốn cẳng tốc biến đến nhà xác. Ran đã thấy chú và dì của mình đã ở nơi đây. Sau khi nhân viên pháp y cho mọi người xem cái xác thì thám tử Shinichi nói rằng: "Theo như điều tra của chúng tôi thì em cô đã tự tử." Tuy nhiên Ran lại đáp không tin vào điều đó, bởi lẽ chẳng có lý do nào mà em gái mình lại là một điều ngu ngốc đến thế. Tên thanh tra Mori tiến tới và quả quyết rằng không cần phải giải thích nhiều cho dứt đầu. Điện thoại của Haibara được tìm thấy ở hiện trường, hơn nữa kết quả xét nghiệm ADN 100% trùng khớp với em gái của cô. Mau về thuê đội kèn chống thổi cho rôm rả cửa nhà đi là vừa. Không tin vào mắt mình, Ran lật cái xác ra thì phát hiện hàm răng của nạn nhân bị vẩu. Cô nói rằng răng em tôi đều tam tắc như răng hoa hậu chứ không phải tô răng vô thế này. Haibara không phải loại chân bước lên thềm răng gõ cửa. Mặc cho cô nàng giải thích, tay thanh tra Mori vẫn khẳng định kết quả ADN đã nói lên tất cả. Em cô An chơi đua đòi không có tiền xào ke nên mới ra nông nỗi này. Nghe đến đây Ran tức quá liền bỏ đi và chẳng quan tâm tới cái xác kia nữa làm gì. Tên Mori thì lệnh cho thám tử Shinichi kết thúc vụ án bằng việc tự sát cho nhanh. Quay trở về căn nhà của chú và dì nơi hai chị em đã từng ăn nhờ ở đậu, Ran thu dọn quần áo của Haibara để khăn gói quả mướp tới phòng tập. Bỗng dưng cô phát hiện thấy một tấm thẻ ra vào của tập đoàn Quay Búa. Lập tức cô hỏi dì con bé dạo này thường đi đâu và tại sao nó bỏ đi mà dì không nói cho cháu biết. Ông chú say xỉn chí phèo nói rằng: "Mày gửi về vài đồng trả bỏ cho tao mua rượu thì làm sao tao quan tâm đến nó được cơ chứ? Số tiền cháu gửi đủ nuôi cả ba người mà chú lại thở ra đời những câu thối hoắc như thế hay sao?" Nói xong cô tức giận rời đi. Dựa theo tấm thẻ, Ran tìm đến tòa nhà nơi tập đoàn Quay Búa đóng quân. Tới nơi nhưng phía ngoài chẳng thấy một ai. Cô nàng quay thẻ thì ngay lập tức cánh cửa được mở khóa để vào bên trong. Nơi này chính là chợ đen, tuy nhiên phía trên này chỉ là một quán bar để các đại gia nửa mùa có thể theo dõi trận đấu sinh tử thông qua màn hình TV. Có những thành viên VIP thì mới được đi xuống sâu trong lòng đất để trực tiếp xem tận mắt mà thôi. Thấy người lạ, lũ nhân viên tiếp diêu định tống cổ Ran ra ngoài. Bất ngờ lúc này tên võ sĩ khổng lồ Kaito xuất hiện. Cô nàng liền đưa cho hắn xem ảnh em gái của mình và hỏi: "Nó đã từng đến hộp đêm này phải không? Tôi thấy cái này trong phòng của nó. Xuống địa phủ mà tìm con đó đi cô em." Hai thằng phía sau xông vào thì bị Ran nhẹ nhàng đánh gục. Thấy thế Kaito đấm một phát thối nát tim gan, sau đó hắn tóm cổ cô nàng giáng xuống bàn một phát đầy đau đớn, không thèm thương hoa tiếc
Tuyết Ngọc, hắn khóa cổ cho cô nàng tắc thở rồi ngất trên cánh quất thì thôi. Tỉnh lại sau cơn lú, Ran thấy mình đang trong căn phòng của một anh chàng hacker. Cô nàng luống cuống hỏi rằng đây là đâu và anh là ai. Hotboy bốn mắt đáp rằng tôi tên là Hattori. Khi cô bị bọn chúng cho uống thuốc chuột rồi quăng xác ra ngoài, tôi đã bám theo rồi đưa cô về đây chữa trị. Biết rằng có thực mới vượt được đạo, nói xong anh mang cho cô nàng một bát cơm nguội kèm quả cà pháo ăn cho đỡ vật. Sau khi đánh chén no say, Hattori mở máy tính lên rồi nói rằng tôi đã hack vào hệ thống dữ liệu camera của tòa nhà và phát hiện ra sáng nay em gái của cô đi cùng tên quản lý chợ đen Todaka của băng đảng Quay Búa. Ran vui mừng nói rằng vậy là hai Bara vẫn còn sống. Anh chàng bốn mắt nói thêm em gái cô rất quan trọng đối với bọn chúng vì mang nhóm máu vàng, thứ có thể mở khóa được hệ thống tài khoản tiền của băng đảng Quay Búa, vậy nên vẫn còn giá trị lợi dụng thì chúng tạm thời sẽ không làm hại đến cô ấy. Nói đến đây, cô nàng Ran thắc mắc tại sao huynh đài lại biết hết những chuyện này. Ngay sau đó, hai người dẫn nhau ra cầu rồi lại tiếp tục tâm sự mỏng. Hattori nói ra sự thật rằng cha tôi là một nhà vô địch môn võ nhu thật, tuy nhiên vì làm ăn thua lỗ nên đã phải bốc bắt họ của băng đảng Quay Búa, không có tiền trả lãi, bọn chúng đã bắt cha tôi phải vào chợ đen để thi đấu. Sau khi thua trận thì đã bị giết chết và nghiền nát ở một nhà máy cách đây không xa. Tôi đã giả làm nhân viên để âm thầm điều tra và thề sẽ tiêu diệt bọn chúng để báo thù rửa hận. Biết rằng cùng chung kẻ thù thì sẽ là bạn, Hattori đã đưa những bức ảnh trích xuất từ camera cho Ran đến trình báo cảnh sát. Mà cho cô nói rằng thời gian địa điểm rõ ràng chứng minh hai Bara vẫn còn sống. Thế nhưng tên thanh tra Mori lại làm ngơ và đáp, biết đâu ảnh này là do cô nhờ Huy quần hoa Photoshop, vậy nên đó không thể coi là bằng chứng và vụ án đã đóng lại rồi. Ran tức giận chửi rằng các người ăn cơm nhà nước mà lương tâm lại vất cho chó nó nhai hay sao mà vô tâm đến thế. Nói xong, cô nàng quay đít rời đi mà không thèm ngoảnh lại. Biết rằng giải cứu em gái là việc hàng đầu lúc này, Ran đánh gác giấc mơ trở thành nhà vô địch lại một bên để thay trời hành đạo. Cô quyết định rời khỏi phòng tập rồi đến một nơi ở mới tiện cho việc điều tra. Thì ra Ran có một anh người yêu làm nghề đồng nát tên là Ichi. Mấy thằng trộm chó tới bán con Exciter phiên bản tung của vừa mới nhảy được ở chợ Đồng Xuân. Với con mắt tinh tường của một tay buôn phế liệu lâu năm, anh chàng nhìn qua đã biết đây là đồ ăn cắp nên bảo rằng mấy thằng ôn con định lừa bố mày à, bé không học lớn lên đi ăn cắp hả mấy thằng ngu. Bọn này biết rằng chẳng hề dễ nhai nên liền đánh bài chuồn. Ichi dỉn tay ga cho hai thằng ra vã, mấy thằng còn lại xông đến nhưng cũng chẳng ăn thua. Anh túm cẳng rồi đập thẳng chân cho bọn chúng vãi phân bỏ chạy và để lại chiếc xe máy Exciter. Đúng lúc này cô nàng Ran lơ ngơ bước tới, với sự xuất hiện của tình cũ không dù mà đến khiến anh chàng đứng hình mất 5 giây. Cô nàng kể ra tất cả mọi chuyện cho người yêu cũ biết và nói sẽ ở đây một thời gian cho tới khi tìm được hai Bara. Ichi hỏi Ran sao cảnh sát lại phải che giấu sự thật, thì cô nàng đáp rằng có tiền mua tiền cũng được nên chắc chắn mấy thằng đó đã bán rẻ lương tâm. Sau khi tâm sự mỏng một hồi, Ichi dẫn Ran tới một căn hộ 5 sao làm bằng phế liệu cho cô nàng ngả lưng. Bỗng dưng chị đẹp nhìn thấy tay gấu, một loại vũ khí dùng trong chiến đấu làm tăng sức sát thương của nắm đấm lên gấp 100 lần. Chị đẹp liền đi vài đường cơ bản nhưng ai ngờ lại bị Ichi ngăn cản và nói rằng em không nên dùng thứ đó. Năm xưa anh cũng vì nó mà lâm vào cảnh tù tội nên mới bê bết như bây giờ. Thì ra Ichi từng là một võ sĩ vô địch sàn đấu. Anh kể lại rằng sau khi bị em đá đít nên quá sầu đời đã đi uống rượu. Mấy thằng chí phèo cà khịa nên anh đã lỡ chăm sóc bộ nhà khiến cho bọn chúng nhập khoa răng hàm mặt nên mới bị tước quyền thi đấu và ngồi tù vài năm. Anh chàng khóc lóc một hồi thì cả hai đã nằm lăn ra ngủ lúc nào không hay. Ở phía bên kia, anh chàng hacker tìm ra được vị trí của thằng quản lý chợ đen Todaka thì lập tức đi dò tìm manh mối. Biết rằng hắn đã lên con chiến mã mang biệt từ quý 8, Hattori liền bắt Grab bám đuôi, sau đó báo cho cô nàng Ran đang say giấc ngàn thu biết vị trí của thằng cờ hó. Nhận được tin tốt lành, Ran nhảy con khối phân lớn của người yêu rồi vít ga mà không hẹn ngày trả lại. Tới một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, Hattori nói rằng chắc chắn bọn chúng đang mua nước khoái, một dạng thuốc kích thích mạnh hơn ma túy ở đây để bán cho khách hàng. Quá nôn nóng, Ran lập tức vào trong để điều tra manh mối. Nhẹ nhàng như đưa nàng đi ngủ, cô nàng rủ chàng lên tầng 2 cho tiện bề quan sát. Tại đây, Ran phát hiện ra được rằng không những nhà máy này để bọn chúng nghiền xác các võ sĩ xấu số mà còn là nơi để giao dịch các chất cấm. Thấy vậy, Ran liền móc con iPhone 15 Pro Max của mình ra để quay lại làm bằng chứng. Tuy nhiên đời đã đen lại còn làm lông, cô nàng bỗng dưng trượt chân dẫn đến bị phát hiện. Một thằng lulu phía sau tóm cổ Ran nhưng cô đã đạp cho một phát rồi leo lên trên tháo chạy. Anh ngờ bọn này quá đông nên đi đằng tây cũng chẳng được mà hướng bắc cũng chẳng xong. Hải Phòng là không lòng vòng, Ran gặp thằng nào là táng thằng đó để tìm đường thoát thân. Vớ được tiếp sắt, cô phang cho mỗi thằng một phát rồi cho đầu bọn chúng đọ đội cứng với cầu thang, lập tức chạy sang ngang để đánh bài chuồn. Nhưng ai dè bọn này vẫn đông như kiến cỏ nên giỏi võ mà có một mình thì cũng khó lòng mà thắng được. May thay lúc này một anh chàng xuất hiện, đó chính là Ichi. Chỉ cần vài đường cơ bản, mấy thằng óc lợn này không gãy tay thì cũng quầy chân nằm kêu oai oái. Anh chàng hacker Hattori thấy chị đẹp gặp nguy hiểm thì cũng đi đường quyền, tưởng rằng bốn mắt màu sách thì chân yếu tay mềm, nhưng ai ngờ thân thủ cũng khá ra gì và này nọ. Ran đang ở tầng 3 cũng đang đánh rất hăng, thấy lũ đàn em bất tài vô dụng, tên quản lý sàn đấu chợ đen Todaka liền rút katana ra cắn chộp một phát vào tay cô nàng. Nhanh chóng chị đẹp móc tay gấu giấu ở đít quần ra để đỡ nhát chém thứ hai. Đã đánh mệt bờ cả hai tay, thằng này còn xông tới khiến cho cô nàng chỉ biết né đòn và phòng thủ mà thôi. Sức của Ran chẳng thể chống đỡ được, nhưng may thay Ichi đã đến cho hắn đập mặt vào đường ống sắt. Thấy thằng này bất tỉnh nhân sự thì ba người nhân cơ hội đó liền lập tức rời đi. Sau chuyện này, tên quản lý chợ đen Todaka đã chồn một mắt và đang run như cầy sấy vì sợ bị trách phạt. Thanh tra Mori cũng có mặt ở đây, tên đại ca cóc ghẻ nói rằng mày hốc tiền ngập mồm mà có mỗi việc dọn rác cho tao cũng không xong hay sao, bảo tìm cái xác cho giống con nhỏ hai Bara mà cũng để lộ ra sơ hở. Nói xong, cóc ghẻ tóm cục mỡ bụng của thanh tra Mori rồi đi một đường ngọt lịm làm món sashimi thịt người. Nói xong, hắn quay sang bảo tên quản lý mắt chuột Todaka rằng để những trận đấu ở chợ đen thêm kịch tính, hãy ép con nhỏ Ran tham gia đánh với thằng Kaito cho ta. Ngài nói thật hay sao, tao lại đùa với bố con nhà mày à? Ở phía đồn cảnh sát, thám tử Shinichi nhìn những bức ảnh mà Ran để lại thì vô
vô cùng áy náy. Anh bảo với nữ điều tra viên mà xinh như thiên thần rằng: "Cô hãy giúp tôi âm thầm xét nghiệm lại ADN của nạn nhân được không?" Nói xong, Shinichi bóc một vốc kẹo để hối lộ người đẹp. Quả nhiên có chút quả cáp vào nó khác bọt hẳn. Sáng hôm sau, nữ cảnh sát đã mang kết quả giám nghiệm mới nhất đến cho Shinichi. Đúng như lời cô nàng Ran ra cắt dự, ADN của xác chết và Haibara không hề trùng khớp. Chị đẹp nói rằng chắc chắn đã có người đánh cháo kết quả và không ai khác đó chính là thanh tra Mori. Vừa nhắc đến y thì hắn đi tới nên hai người đành phải nhắn tin. Chị đẹp hỏi anh định chống lại cấp trên hay sao thì Shinichi đáp rằng nhất định thằng đó phải vào tù dù tôi có hẹo. Ở phía bên kia, anh chàng hacker Hattori mò tới khu phế liệu để tìm gặp Ran. Khi ba người đang phân tích đoạn video mới quay lén được đêm qua xem có đem ra làm bằng chứng được không thì bất ngờ Ran nhận được một cuộc gọi. Bốc máy alo thì ra đó là thằng Macho Todaka muốn hẹn cô ra một chỗ vắng vẻ để tiện bề trao đổi. Đến nơi, hắn ta nói rằng thằng Kaito khổng lồ của bọn tao đang không có đối thủ, nếu như mày đánh thắng được nó ở chợ đen thì tao sẽ thả em gái mày ra. Ran bị uy hiếp thì vô cùng tức giận. Mày có tin tao cho mày chuột nốt một bên mắt để nhầm hội người mù quốc tế hay không? Cô nàng vừa dứt lời thì đằng sau một chiếc xe chở Haibara bất ngờ xuất hiện. Tuy nhiên cô ba chân bốn cẳng đuổi theo thì bọn chúng lại vụt đi như thể trêu ngươi. Thằng chồ đồn ngồi lao tới, hắn đưa cho Ran một tấm thẻ ra vào chợ đen và nói rằng 2 tuần nữa ai đến thi đấu, mày có thể dùng tay gấu. Nếu báo cảnh sát thì đầu con em mày sẽ quay như đĩa hát. Nói xong bọn chúng phóng đi để lại cô nàng với bộn bề suy nghĩ. Quay trở về khu phế liệu, anh người yêu cũ Ichi khuyên Ran không nên tham gia trận đấu vì rất có thể sẽ mất mạng như chơi. Tuy nhiên cô nàng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng không cứu được Haibara thì em còn thiết sống làm cái quái gì nữa. Không khuyên được người yêu cũ, Ichi mặc kệ. Tuy nhiên sáng hôm sau thấy cô nàng đang dày công tập luyện thì chẳng thể nào làm ngơ. Điều đầu tiên mà một võ sĩ cần đó chính là phản xạ. Bởi lẽ con lộn khổng lồ Kaito quá khỏe nên đối đầu với hắn thì chỉ có đứt phật phật mà thôi. Thế nên Ichi muốn Ran phản xạ thật nhanh để né đòn của hắn. Phòng thủ tốt thì tấn công cũng không được xem nhẹ. Để có một nắm đấm nặng tựa ngàn cân thì cô nàng phải tích cực rèn luyện cơ tay. Do thời gian gấp gáp chỉ có 2 tuần là phải lên sàn đấu mà thôi. Vậy nên cường độ luyện tập của Ran càng phải được nâng cao. Bất cứ thời gian nào thì cô nàng cũng hăng say luyện tập. Luyện ngày không đủ thì hai thầy trò lại tranh thủ luyện đêm. Ngoài nắm đấm thì một yếu tố vô cùng quan trọng để hạ gục đối phương đó là các đòn khóa. Ichi dạy Ran biết thế nào là 3 ngày chưa tắm thì khám mắm tôm ra sao. Cô nàng cũng chẳng kém cạnh khi cho anh chàng biết nước hoa của ai mới lợi hại hơn. Chỉ sau 2 tuần khổ luyện trong gian khổ, thân thủ của Ran đã hoàn toàn bước sang một trang mới. Trước khi tham gia thi đấu, Ichi tặng cho cô một bộ quần áo làm quà. Ngồi nhỡ không ra được khỏi nơi đó thì còn có cái mà nhớ về nhau. Ở phía bên kia, thám tử Shinichi tìm tới phòng tập cũ của Ran thì chẳng thấy cô nàng đâu. Huấn luyện viên Mateusuk nói rằng cô ấy đã bỏ nhà ra đi tìm được cứu em gái. Sư phụ rất tốt nên đã cúi đầu nói rằng xin hãy giúp đỡ con bé đến cùng. Đang đi lung tung thì Hattori bắt gặp. Biết ông là một cảnh sát tốt nên đã mời về phòng đánh chén mì tôm. Sau khi gõ phím phọt cá cơm, cuối cùng thì anh cũng đã tìm ra sơ đồ tòa nhà băng đảng quay búa tổ chức chợ đen. Ngay lập tức hai người liền lên một kế hoạch ngay trong đêm thi đấu. Tới nơi, cả hai theo đường ống thông gió lẻn vào bên trong để tìm bằng chứng. Cùng lúc đó, Ran và anh chàng Ichi cũng đã tới chợ đen. Không ngờ trận đấu này lại được nhiều đại gia tới xem và cá cược đến thế. Thằng quản lý Todaka dẫn hai người tiến thẳng vào bên trong rồi đi thang máy xuống 18 tầng địa ngục để vào sàn đấu chợ đen. Tới nơi, khách mời đã ngồi chật kín xung quanh khán đài. Cả hai nhanh chóng làm công tác chuẩn bị để bước vào trận đấu. Ichi dặn cứ thẳng mồm mà dã thằng đó cho anh vì sự chênh lệch sức mạnh quá nhiều. Ran thì yếu liễu đào tơ trong khi Kaito là một kẻ hung thần sàn đấu, vậy nên tỷ lệ đặt cược giữa hai người cũng là khác nhau. Đặt tiền vào người đẹp thì 1-30, còn cược cho thằng khổng lồ Kaito thì chỉ 1-2 mà thôi. Giờ vàng đã đến, tên đại ca cóc phải ra lệnh cho bắt đầu trận đấu. Lồng sắt được mở ra, cả hai bước ra sàn đấu đằng đằng sát khí. Cùng lúc đó, anh chàng Hattori và thám tử Shinichi theo đường ống thông gió cuối cùng cũng xuống tới phòng điều hành sàn đấu. Bị phát hiện, cả hai liền đi đường quyền giải quyết nhanh gọn bọn này, chói chặt tay rồi lấy bộ đàm, cả hai liền xông thẳng về phía phòng máy chủ đánh cắp dữ liệu. Hattori thì sao chép hết thông tin của sàn đấu chợ đen, còn thám tử Shinichi thì lấy ổ cứng lưu trữ của camera giám sát ở nơi này. Đang hí hưởng rời đi thì bất ngờ anh bị khống chế. Thì ra đó là thằng cờ hó Mori. Hắn nói rằng bất ngờ chơi chú em, quá căm phẫn khi người dí súng vào đầu mình lại chính là đồng đội. Shinichi đáp rằng thằng khốn nạn. Anh vừa dứt lời thì bị ăn ngay một viên kẹo đồng ngọt lịm hy sinh vì chính nghĩa. Anh chàng Hattori phát hiện ra thì đã quá muộn và hắn có súng nên đành lẩn trốn mà thôi. Ở phía sàn đấu, hai võ sĩ bắt đầu lao vào trao dồi võ thuật. Nhìn tương quan bề ngoài thì cả hai không khác gì bố với con. Sau khi thăm dò xong đối phương, Kaito xông tới bóc cổ nhưng Ran đã đạp để tách ra. Cô bắt đầu né đòn rồi tấn công, tuy nhiên không khác gì mỗi đốt thùng phi. Hắn chẳng hề hấn gì lại còn tóm cẳng quật cô nàng như một con rắn. Sau đó hắn xông đến bóc cổ, Ran nhanh trí dùng cùi chỏ sang ngang sầu ly biệt, sau đó vòng ra sau khóa cổ cho Kaito tắc thở. Anh ngờ hắn quá khỏe đã quật cô nàng lăn ra sàn đầy đau đớn. Không hề bỏ cuộc, Ran lại dùng một đòn khóa mà Ichi đã dạy. Thằng cờ hó nhấc bổng cô lên rồi giáng xuống sàn như giã gạo phọt cả máu mồm. Hắn lại bóc cổ rồi quăng cô ra bên hông rồi ung dung tự đắc, vẫn bị túng tóc tạt tay. Ran ba máu sáu cơn liền phản công nhưng cũng chẳng ăn thua. Nhân cơ hội cô nàng đã chẳng còn sức lực, Kaito ra sức giã rồi đè người và định bẻ gãy cẳng tay của Ran. Với sức nặng của một gã khổng lồ cao gần 2 mét và to gấp đôi, cô nàng chẳng thể nào gượng dậy được để phá khóa.
Ichi đứng bên ngoài cũng vô cùng lo lắng nên bảo cô nàng hãy dùng đầu gối của mình. Quả nhiên chiêu thức này có hiệu quả, nhấc được cánh tay ra, Ran liền giã cùi chỏ để thoát khỏi tình thế này. Ba màu gió cơn, cô nàng phản công như vũ bão. Ngay sau đó Ran nhảy đạp tường tung một cú đấm to như quả dưa gang khiến Kaito nằm lăn ra sàn, cả khán đài như chết lặng y phăng phắc. Thừa thắng xông lên, Ran dùng nắm đấm tay gấu chăm sóc mà tiền cho thằng này nát bét như cất trâu gặp trời mưa. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục thì hắn sẽ mất mạng. May có anh chàng Ichi ngăn lại, không thì cô đã thành tội phạm rồi cũng nên. Thấy vậy, thằng cửa hóa cốc ghẻ ra sân rồi nói rằng quy định ở đây một thằng phải chết mới kết thúc trò chơi. Cô không giết hắn thì coi như hủy kèo. Nói xong, hắn rút thanh kiếm ra rồi làm cái duyệt một phát ngang cổ tiện gã khổng lồ Kaito vào nhà xác. Thế thằng khốn thất hứa, Ran tức giận lao vào nhưng bị hắn bẻ tay chẳng thể kháng cự. Cốc ghẻ nói rằng tôi muốn đấu với cô một trận. Ở phía trong phòng điều hành, thằng thanh tra Mori đang đi tìm kiếm anh chàng hacker. Tình thế ngàn cân treo sợi lông chân làm anh suýt thì bị lộ. May thay hắn có điện thoại báo tin cảnh sát đang tới nơi này. Thấy vậy, tên đại ca cốc ghẻ cũng đánh bài chuồn là thượng sách rồi ra lệnh giết chết Ran và người yêu. Hattori cũng đã tìm tới, anh giúp Ichi nâng cửa để cô nàng nhanh chóng tẩu thoát. Tuy nhiên còn chưa đi được nổi ba bước thì đã bị một đám chặn đầu. Không ngờ phía sau cũng lại thêm chục cháu, nhưng một khi đã máu thì chẳng phải ngán bố con thằng nào nên cả ba đã lao vào giao chiến. Mặc cho tay không bắt giặc, thế nhưng với thân thủ cao thâm nên thằng nào lao vào là nát mặt thằng đó. Ichi thì khỏi phải nói, đấm phát nào là được của nó. Anh chàng Hattori thì dùng thắt lưng đánh cho bọn này rưng rưng nước mắt. Ran thì có vẻ đã mệt đầy ra quần, may thay có người yêu cũ xông tới giải vây nên cũng chỉ bị xây xác ngoài da. Hai thằng định khóa cửa thang máy bỏ chạy nhưng Ichi đã kịp dạy cho chúng một bài học nhớ đời. Ở ngoài, các con rời bắt đầu bảo của chạy lấy người như ong vỡ tổ. Thì ra trước khi vào đây, thám tử Shinichi dự có chuyện chẳng lành nên đã báo cảnh sát trước. Nhận được tin đồng đội của mình đã lên bàn thờ bốc xôi, nữ điều tra viên xinh đẹp tức giận đáp thẳng kết quả ADN vào mặt thằng Mori và nói rằng quay đầu là bờ đi anh trai. Biết rằng đã bị bại lộ nhưng hắn vẫn ngoan cố. Cô nhiều chuyện tôi còn chưa thèm nói đâu đấy. Chửi xong hắn liền đứng dậy lấy áo đi về làm vài chầu bia hơi vỉa hè. Đang ung dung thì bỗng dưng một thanh niên chạy vụt qua làm sức ra tay của hắn. Đi được một đoạn thì lão ta bắt đầu cảm thấy lâng lâng như phê cần rồi nằm lăn ra đất sùi bọt mép chết tươi. Thì ra vì quá cay cú khi mất tiền thuê Mori làm nội gián nhưng vẫn để cảnh sát mò tới chợ đen, vậy nên tay quản lý đã sai đàn em đi ám sát. Ở phía bên kia, Ran đưa anh chàng Hattori và Ichi tới căn hộ của vị huấn luyện viên Matei Suk. Ông cũng rất tốt khi chu cấp mọi thứ cho ba người trong lúc khó khăn. Ran cảm động nói rằng một miếng khi đói bằng chục gói khi no, cứ ho một tiếng là tôi sẽ tới liền. Dựa vào đống dữ liệu đã trộm được đêm qua ở máy chủ chợ đen, Hattori nói rằng bọn chúng đã dùng máu của hai Bara làm chìa khóa mở mã tài khoản ngân hàng của băng đảo quay búa. Tuy nhiên, tôi đã sử dụng mã độc để khóa hệ thống lại khiến thằng đại ca cốc ghẻ không thể nào rút tiền ra được. Chúng ta sẽ dùng điều đó để uy hiếp hắn ta phải thả hai Bara. Khi tất cả đang hí hửng thì bỗng dưng phía trên có tiếng động lạ. Thấy thế, Ichi ra mở cửa xem sao thì ai dè bị hai tên phục kích. Để bảo vệ Ran ở bên dưới, anh đã làm một hành động ngu người là chốt cửa rồi chiến đấu một mình. Hai đánh một không chột cũng què, xã được chúng vài nhát thì anh cũng đã bị thương rất nặng. Ran cùng Hattori phá cửa lòi cả bùi chỉ mới mở được ra. Giá như để cả ba nghênh chiến thì Ichi đã không lâm vào tình cảnh thừa sống thiếu chết thế này. Anh chàng trang chối rằng anh ga lăng số 2 thì không ai dám nhận là chủ nhật đúng không em yêu. Ngay sau đó hai người đã đưa Ichi vào viện để cấp cứu. Ran quay trở về xưởng phế liệu thì thấy mọi thứ đã nát, nay còn nát hơn vì bị bọn đàn em của băng đảng quay búa đến đây đập phá. Thất bại trong vô vọng, cô chỉ biết ôm mặt khóc hu hu mà thôi. Đang ngồi mặt đần nhưng ngỗng ẻ thì lúc này Hattori báo tin Ichi đã qua cơn nguy kịch khiến cô yên tâm được phần nào. Ngay lập tức Ran bắt đầu một mình hành động. Khi thằng quản lý Todaka lên xe ra về băng đảng thì Ran bất ngờ ở phía sau cướp súng. Cô bắt hắn gọi cho thằng cốc ghẻ và nói rằng tài khoản của băng đảng đã bị bọn tôi vô hiệu hóa, hãy thả em gái tôi ra. Chúng mày tuổi ruồi đâu mà động được vào ngân lượng của tao. Cốc ghẻ không tin nên liền vào kiểm tra thì hệ thống đã bị đóng băng. Akai con chim cu gáy, hắn bóc cổ hai ba ra rồi bảo hãy đến đây để trao đổi nha con danh. Ngay lập tức Ran áp giải thằng quản lý Todaka tới địa điểm đã hẹn. Xuống dưới lòng đất thì ra đây cũng là một sàn đấu chợ đen thứ hai mà hắn đang cho xây dựng để thay thế cái cũ đã bị bại lộ. Hai ba ra xuất hiện thì ánh điện chớp tắt và thằng Todaka nhân cơ hội đó cướp súng của Ran. Giờ cô chỉ còn tay không tấc sắt và cũng chẳng có con tin nên đánh dơ ổ cứng ra thương lượng, thả chúng tôi ra và cái này sẽ là của ông. Tuy nhiên lúc này cốc ghẻ lại lần mặt như lật bánh tráng nói rằng cô đã mang nó vào đây thì chắc chắn sẽ là của tôi, vậy nên nếu cô đánh thắng tôi thì hai chị em mới được rời khỏi đây. Đấm mày, tao cảm thấy bẩn tay. Nghe đến đây, cốc ghẻ ném hai ba ra ra ngoài rồi đóng cửa lồng để ép Ran giao chiến. Không còn cách nào khác, cô nàng đánh lấy tay gấu ra rồi tấn công. Tuy nhiên khoảng không hổ danh là võ sĩ samurai cuối cùng, Ran bị hắn đánh cho lên bờ xuống ruộng mà không hề thương hoa tiếc ngọc. Khi cô nàng đã chẳng còn sức mà đứng lên, hắn tiếp tục túng tắp rồi lên gối xuống chỏ dã cho Ran hộc cả máng mồm. Biết rằng cốc ghẻ đang muốn lấy mạng chị gái rồi sẽ thịt luôn cả mình, hai Bara bắt đầu vùng vẫy để phản kháng chống lại tên Todaka. Khi hắn rút súng ra định kết liễu chị Ran thì cô nàng nhảy lên túm cổ khiến viên đạn trúng chân của hắn. Sau đó cô cướp súng làm cái đoàn trúng vai tên cốc ghẻ cho hắn nằm vật ra sàn. Ran nhân cơ hội đó lấy tay gấu xông tới chốt liên hồi vào vết thương. Tuy nhiên cô đã kiềm chế được cảm xúc nên không ra tay giết người kẻo lại lâm vào cảnh tù tội. Đúng lúc này cảnh sát lại tới nơi, nữ thanh tra xinh đẹp dẫn anh em xông tới xích gọn bọn này về đồn quy án. Thì ra trước đó anh chàng Hattori đã gửi toàn bộ bằng chứng cho cô nàng điều tra viên mặt đẹp như tiên. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc. 6 tháng sau, Ran quay trở lại sàn đấu và anh chàng người yêu cũ Ichi cũng đã bình phục khỏe như voi. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, giờ đây Ran có thể bước lên sàn đấu để giành chức vô địch. Qua bộ phim cho chúng ta thấy tình cảm
cảm chị em sâu đậm đến mức nào và những kẻ làm nên việc ác chắc chắn sẽ phải trả rổ. Loan thì đã có anh chàng Ichi, vậy anh em đã có ai chưa? Nếu chưa thì hãy đến bên mặt cô đơn không lối thoát này nha. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you Park Park. Bye bye.